Từ thành phố Houston, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay thì vị khách mời của chúng tôi sẽ trở lại, đó là bác sĩ Nghiêm Phạm. Chúng tôi xin trân trọng kính chào bác sĩ Nghiêm Phạm. Tôi bác sĩ Phạm Nguyễn Nghiêm, cư ngụ tại thành phố Houston. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt của anh Hoàng Bắc. Một chương trình rất có nhiều vấn đề mà cập nhật nhất trong những cái gì đã xảy ra trong ngày và trong hôm nay. Một lần nữa xin chào anh Hoàng Bắc. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đề tài ngay. Có lẽ là vào ngày mùng 3 tháng 5 vừa qua đó, thì trên cái chương trình gọi là This Week ABC News của ABC, thì chúng ta thấy là ông Pompeo, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, có được phỏng vấn và ông khẳng định. Tức là một ngoại trưởng là cái chức vụ đó là khẳng định, tức là con virus hay là virus Vũ Hán này đó, từ trước đây người ta nói là do những cái chợ hải sản gì đó sinh ra, hay là chợ bán đồ những thức ăn thú rừng, nhưng mà bây giờ ông khẳng định là từ phòng thí nghiệm đó leak ra ngoài. Thì qua cái sự kiện này đó, thì không biết bác sĩ Nghiêm nghĩ sao? Thưa anh, như vậy là cái theory mà con virus COVID-19 mà từ cái phòng lab Vũ Hán này, nó có cái theory này, nó đã có một từ lúc mà tháng 12 cơ. Từ lúc tháng 12 là đã có những, nó đã chạy những cái tin tức rằng là cái phòng lab level 4 Vũ Hán đã leak ra cái con virus này. Nhưng lúc đó là nó chỉ trong những người mà theo dõi tin tức trên YouTube hoặc là những người theo dõi tin tức trên những cái mạng khác nhau. Nhưng mà nó chưa được chính xác bởi White House hoặc là chính quyền Trump họ khẳng định như vậy. Trong thời điểm đó thì ông Trump vẫn nói rằng là, anh nếu anh còn nhớ thì Tổng thống Trump vẫn nói rằng là họ có những cái sự liên hệ mật thiết và tốt đẹp với lại ông Tập Cận Bình, rằng là Trung Quốc rất là họ thông báo cho chúng ta đầy đủ các tin tức về dịch này. Nhưng mà đến bây giờ thì sau đến khi mà đến tháng 3, tháng 4, khi mà White House và cũng như là chính quyền của Trump đã thất bại hoàn toàn trong việc như là giúp đỡ là một, và trong việc nghĩa là có những cái plan mà để mà giúp đỡ hoặc là để mà kiểm soát thì họ đã thất bại. Thành thử ở đây cũng là một cái mà để cho chúng ta thử nghi nhớ lại và xem xét lại những gì đã xảy ra trong vòng 2 tháng mà thật là nhanh, khủng khiếp, nhanh khủng khiếp. Thì ông Pompeo ngày hôm đó ông đã lên và ông đã khẳng định, khi ông ta vừa khẳng định rằng là ông nói rằng là đã có bằng chứng những con virus này là từ cái phòng lab Vũ Hán. Đến sau đó thì ông Trump cũng trong cái buổi điều trần về virus thì ông ta cũng nói rằng là ông ta có những tin tức riêng, dù là được các phóng viên hỏi rằng là ông ta có thể chứng minh được rằng là cái này tài liệu ở đâu ra, nhưng mà ông ta chỉ nói là tôi có tin tức riêng của tôi. Cái đó là lối nói của ông Trump, là khi mà không có một cái bằng chứng gì nói thì lúc nào ông ta cũng nói là tôi có tin tức riêng của tôi. Chẳng hạn như là lúc mà ông ta tranh cử thì người ta hỏi ông ta rằng là nếu ông đánh ở bên Iraq hoặc là bên Syria, làm sao ông nói rằng là ông có thể thanh toán được trong vòng 100 ngày, thì ông ta bảo là ồ, tôi có cái tin tức riêng của tôi. Thành thử ở đây anh cũng thấy rằng là cái theory này nó rất là nguy hiểm. Mà thứ nhất là Secretary of State, tất nhiên là ngoại trưởng ngoại giao của một nước cường quốc mà nói khẳng định rằng là con virus này là từ phòng lab của Trung Quốc qua, thì anh phải hiểu rằng là cái người mà bị kết án kết tội á là người Trung Quốc, họ giận dữ lắm chứ. Tập Cận Bình và nó giận lắm, tại vì nói như vậy không phải là chỉ là nói riêng cho nước Mỹ, mà bao nhiêu đài trên thế giới sẽ phát ra cái câu nói của ông này. Trên thế giới họ ít khi nào họ phát như lời phát biểu của Trump, tại vì thật sự là họ cũng chán ông này rồi. Nhưng mà lời nói của một Secretary of State thì nó rất là quan trọng. Mà nhất là khi mà anh đã khẳng định rằng là con vi trùng, con siêu vi khuẩn này là từ Trung Quốc đến, thì phải nói rằng là cái sự chuẩn bị của Mỹ là như thế nào? Mỹ phải chuẩn bị cái sự đối phó của Trung Quốc như thế nào? Người Mỹ phải có một cái plan, nhưng mà đến bây giờ người Mỹ cũng chưa có cái plan. Họ chỉ có nói hiện tại là tại vì cái vấn đề pandemic này á, với dịch này nó quá khủng khiếp đi. Ngày hôm nay là hơn 70.000 người chết.
một cái trận dịch khủng khiếp chưa bao giờ thấy, mà phải nói rằng là chưa bao giờ thấy từ lúc thành lập nước Mỹ tới giờ. Chiến tranh Việt Nam mình, binh sĩ Mỹ đã hy sinh gần 60.000, nhưng mà so ra cái này nó không phải là một cái war như là ông Tổng thống Trump đã nói. Cái này không có chiến tranh, cái này là bệnh dịch. Chiến tranh là chừng nào anh đi ra anh đánh, anh phải chống đỡ. Cái này là chúng ta không chống đỡ được. Nó lây một cách như là quá khủng đi. Và mới nhất đây thì cái con COVID-19 này, nó gọi là nó mutate, tức là biến hóa, biến dạng ra là 16 loại khác nhau. Và người ta đã, và những nhà phải nói rằng đến cả các intelligence, các đến cả những là cơ quan về nghiên cứu của Mỹ cũng nói rằng là không thể nào một phòng lab leak ra được. Họ đã khẳng định như vậy. Anh leak ra ở phòng lab không thể nào nó gây cái sự tai hại như vậy. Nhưng một cái theory mà đã do chính quyền Mỹ thổi nó ra thì anh thấy rằng là nó ảnh hưởng rộng lớn trong tầng lớp dân Việt, dân Mỹ sống ở đây. Từ những người học có học thức, từ những người không học thức, họ sẽ có một cái nhìn như thế nào khi mà chính phủ của họ liên tục nghĩa là kết tội một cái quốc gia khác đã ám hại tất cả những quốc gia trên thế giới bằng cách là gửi cái con virus 19 này, COVID-19 này ra. Thành thử anh thấy rằng là khi chính phủ Mỹ đó, họ quyết định, họ dám nói như vậy thì họ phải có một cái chính sách gì đó để mà họ đối phó lại sự trả thù của Trung Cộng. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh thấy rằng là Đài Fox họ cũng im, họ không dám nói. Tại vì nếu mà có cái gì tin tức mới nhất về tình báo là Pompeo đã đưa cho Fox để Fox nói chuyện rồi. Tại vì Fox là cái đài để làm binh Trump kinh khủng. Nhưng mà họ chỉ nói để mà có thể đánh, để làm cho mọi người nghĩ rằng là ô, cái con virus này là do người Trung Quốc họ gửi sang, họ giết hại dân trên thế giới. Nhưng mà thực sự ra thì chính phủ Mỹ lại không đối phó, không có trực tiếp đối phó với nó. Hiện tại bây giờ là tuy rằng là có nhiều cái tiểu bang họ cho làm việc lại, nhưng mà cái sự trở lại về kinh tế nó có nhiều cái khúc mắc, nó có nhiều cái sự nguy hiểm bên trong đó, mà tất cả mọi người, không chỉ riêng gì một người là một thành viên của một nước Mỹ, nhưng mà tất cả mọi người từ trên xuống dưới phải nghĩa là đồng lòng với nhau, hợp tác với nhau để mà đẩy lùi con vi khuẩn này đi thôi. Thành thử theo tôi đó, thưa quý vị, cái theory này rất là nguy hiểm. Một cái theory phải nói rằng là nó quá nguy hiểm về sau này đối với những cái chính sách của White House của ông Trump. Không biết họ tiếp tục họ làm như thế nào thì mình không biết, nhưng mà cái sự ảnh hưởng đầu tiên là cho những người mà Á Châu sống tại nước Mỹ. Trung Cộng họ sẽ đối phó lại như thế nào thì người Trung Cộng họ đã có chuẩn bị sẵn. Lúc nào họ cũng có một cái nhìn trước người Hoa Kỳ ở đây. Thành thử những cái gì mà quý vị đã nhìn thấy rằng là ô bà rằng là tình báo của Mỹ nói rằng là tháng 12 Trung Cộng đi mua gom hết tất cả PPP, tất cả PPE, tất cả các mask, tất cả ventilator. Tình báo của Mỹ đã báo như vậy. Mà nếu tình báo của Mỹ đã báo như vậy thì tại sao Mỹ lại không chịu có một cái bước nhanh hơn Trung Quốc? Nếu mà tình báo đã báo sự nghĩa là nguy hiểm khẩn cấp như vậy thì tại sao chính quyền Trump lại không có những cái biện pháp mạnh tay hơn, mà trong thời gian đó thì lại là nói rất tốt về Trung Quốc, bảo rằng là Tập Cận Bình đã nói hết và đã gửi cho chúng ta biết những cái gì chúng ta cần biết. Xong rồi thì administration của Trump lại blame WHO rồi blame cả Trung Quốc. Thành thử ở đây tôi thấy một cái câu nói của vị ngoại trưởng Mỹ mà nói trước người dân của Mỹ, một cái câu nói chưa có bằng chứng. Nếu họ đã có bằng chứng thì xin lỗi với anh, họ đã bày ra hết rồi, họ đưa ra hết rồi, chứ họ không có bảo rằng tôi có bằng chứng,
nhưng mà họ không đưa ra. Nếu tôi có bằng chứng mà về do an ninh gửi tới, về tình báo gửi tới, thì tại sao tôi không đưa ra luôn đi? Nếu mà tôi chỉ nói như vậy để làm cái gì? Nếu nói như vậy không thôi đó là nó ảnh hưởng về kinh tế rất là nhiều. Hiện tại thì kinh tế của Mỹ như là anh đã thấy nó rơi vào trong cái tình trạng phải nói rằng là mình cũng khoảng 5% tổng sản lượng mình đã rớt xuống 5%. Cái việc này theo tôi nghĩ thì cần phải cân nhắc rất là kỹ. Nếu quý vị có hội thoại, quý vị có nói chuyện với lại đồng hương hoặc nói chuyện với lại bạn bè, chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ khi chúng ta mở cái câu nói này ra. Tại vì có thể nó sẽ gây cái sự hiểu lầm. Hiểu lầm không phải rằng là nó hiểu lầm cho chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ họ không có khen cái chuyện đó. Cái gây cái sự hiểu lầm rằng là cái sắc dân của người Á Châu trên nước Mỹ này cũng đông lắm. Và cái sự hiểu lầm đó nó sẽ gây đến những cái sự thù hận giữa người da trắng và người Á Châu. Không riêng gì, họ chỉ nói với người Trung Quốc, tại vì họ bảo you all look alike, đó là những người mà bệnh nhân của tôi đến đây. Thì chính xác là hôm nay tôi có một người bệnh nhân da trắng. Người đó hỏi rằng là bác sĩ có biết cái theory là, có một cái theory bảo rằng là cái COVID-19 này là do người Chinese họ gửi ra để giết dân trên cả thế giới hay là không? Thì tôi rất là cẩn thận, tôi nói rằng là tôi không chắc chắn lắm, tại vì nó chưa có bằng chứng rõ ràng, thì tôi không có muốn bình luận trong vấn đề này. Xin cảm ơn anh. Dạ vâng, thưa bác sĩ cũng như thưa quý khán giả, đây là một đề tài khá lý thú mà cũng khá quan trọng, bởi vì bác sĩ Nghiêm đánh giá nó quan trọng là thế này. Chúng tôi xin đơn cử từ Âu Châu, người đại diện của Âu Châu cho rằng cũng nói lên là Trung Cộng sẽ chịu trách nhiệm về cái vấn đề này, và các nước Âu Châu cũng đồng tình. Nhưng mà sau đó Trung Cộng lại đưa ra một cái lời cảnh báo, nếu mà quý vị mà còn tiếp tục là chúng tôi sẽ trừng phạt về vấn đề kinh tế. Thì chúng ta thấy là các cái bản văn mà lên tiếng của Âu Châu họ cũng sửa lại, và của người Âu Châu cái thái độ của các nước như Ý rồi cũng chùng chân lại. Lý do chùng chân là vì con Covid-19 này nó tàn phá nền kinh tế của các nước Âu Châu và kể cả Hoa Kỳ, cho nên muốn phục hồi lại phải có cái sự đầu tư của các mà Trung Cộng thì nó có nhiều tiền, cho nên là lòng tiền đi trước là lòng tiền khâu, đúng là nó khâu. Cho nên bây giờ các nước Âu Châu cũng dè dặt trong vấn đề này. Bây giờ mình trở lại với vấn đề Hoa Kỳ. Khi mà Ngoại trưởng Mỹ nói hoặc là Tổng thống Donald Trump đã phát biểu như vậy đó, thì thứ nhất là Israel là ông phải có những cái cụ thể, bởi vì cùng một lúc đó thì chúng ta thấy cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ xác nhận là cho tới bây giờ họ biết là con virus từ Vũ Hán, họ xác nhận chuyện đó. Nhưng mà nó từ nhân tạo hay thiên tạo thì họ nói họ chưa có bằng cớ cụ thể. Cho nên cái điều này mình cũng không biết là giữa tình báo và giữa tổng thống hay là ông ngoại trưởng đó, ông có những cái dữ kiện, có những cái tin tức gì tới giờ này thì mình chưa biết. Nhưng mà khi một ngoại trưởng đó mà tuyên bố như vậy đó, tức là như đinh đóng cột, tức là khẳng định là chính phủ Mỹ đã có bằng cớ, chứ không thể nó ấp ờ được. Mà nó ấp ờ như vậy là Trung Cộng nó phản pháo. Nhưng mà cái điều mình đặt ra có bác sĩ Nghiêm vừa nêu lên đó, có hai vấn đề chúng ta nêu lên. Thứ nhất là Trung Cộng bây giờ là một cái cường quốc mà lại muốn làm bá chủ, cho nên họ cũng có vũ khí và họ có những cái thái độ mà họ có thể ứng phó nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người Á Châu của chúng ta, tức là sắc da vàng đó, không biết ai, bởi vì người Mỹ họ đâu có phân biệt giữa người Việt Nam, người Tàu hoặc là người ở Thái Lan hay là Campuchia, họ không phân biệt được. Cho nên họ liệt kê tất cả những người Á Châu đó là cái người cha này. Bởi vì trước đây đó, tổng thống có nói là con virus này đó là do made in China, tức là nói về China, cho nên đây cũng là một cái sự dè dặt. Cho nên bác sĩ Nghiêm nghĩ là cái tình trạng đó, cái ngôn ngữ đó nó có ảnh hưởng rất là tác động rất lớn. Nếu chúng ai, những ai nghe nói như vậy thì khoái, cộng đồng của chúng ta nghe khoái là vì sao như vậy chơi Trung Cộng. Nhưng mà chúng ta nghĩ cái hậu quả nó cũng còn nhiều cái tai hại nữa, thì bác sĩ Nghiêm có thể chia sẻ thêm, thưa bác sĩ. Đúng như vậy anh, thưa anh, thưa tất cả thưa quý vị, quý vị nên phải nhìn lại cái sự về kỳ thị, về da màu, kỳ thị về sắc dân, nó xảy ra từ khi mà
người Nhật là một trong những người đã bị kỳ thị nhất trong Thế chiến thứ hai. Mà quý vị cũng nên nhớ rằng là tất cả các người Nhật phải bị dồn về những cái vùng hẻo lánh ở tiểu bang như là Nevada, tiểu bang Arizona, và vào những cái vùng núi non hiểm trở như vậy, chỉ vì thời đó là có chiến tranh do Nhật đã đề xướng ra. Mà tất cả những người Nhật sống tại Mỹ này đều bị gom hết, tài sản của họ bị tịch thu tích tắc, rồi họ phải sống trong cái sự như là kèm một cái sự kiểm soát thật là trả tập tiếp trung. Vâng, thành thử bây giờ cái chuyện đó là nó là một cái chuyện xảy ra đã 60 năm 70 năm rồi, nhưng mà cái chuyện xảy ra bây giờ đó nó ở hai cái mặt trận khác nhau. Cái mặt trận này nó có dính dáng tới cái mặt trận về kinh tế của nước Mỹ, cái sự sống còn của nước Mỹ rất là nặng nề nếu mà nước Mỹ đối đầu với lại Trung Cộng. Nước Mỹ có thể rằng là nói rằng là ok, thay vì tôi đánh thuế anh 25%, tôi sẽ đánh thuế anh 50% nếu những nhà chiến lược gia kinh tế của ông Trump họ khi mà họ bị rơi vào cái tình trạng là giữa hai nước không còn khẩu chiến với nhau nữa, không còn nói với miệng bằng nhau nữa, mà thật sự đi vào chiến tranh với nhau. Chiến tranh ở đây là chỉ có chiến tranh về kinh tế thôi. Chiến tranh về quân sự thì hoàn toàn không xảy ra được. Tại vì Mỹ bắn tới Trung Cộng thì Trung Cộng cũng bắn tới Mỹ được. Mà Mỹ bắn một thì Trung Cộng sẽ bắn 1.000. Mỹ hy sinh 10.000 là Mỹ đã thất bại rồi. Trung Cộng có thể hy sinh 100 triệu vẫn không thất bại. Thành thử ở đây chúng ta sẽ không nói về vấn đề quân sự ở đây nữa, mà chúng ta chỉ nói về vấn đề kinh tế. Khi mà Trung Cộng họ muốn làm sụp đổ cái nền kinh tế của Mỹ, họ rất là dễ dàng kinh khủng. Thứ nhất, họ có tiền mặt. Thứ nhì, họ là người làm ra sản phẩm cho nước Mỹ. Thứ ba, nước Mỹ sống về những cái kỹ thuật cao. Họ bán những cái kỹ thuật cao ra, họ bán một chiếc máy bay ra 400 triệu. Họ lời trong đó 200 triệu. Trung Cộng phải bán ra 100 cái chiếc tàu chở hàng thì lời mới được có 100 triệu. Quý vị thấy không, thành thử nước Mỹ sở dĩ hùng mạnh là sống nhờ về kỹ thuật, sống nhờ về những cái sáng kiến. Thành thử làm một việc ra là một cái việc nhỏ thôi, như là provider một cái software nào cho một công ty nào, nếu mà ở nước khác người ta trả khoảng 1.000 đô, nhưng mà nước Mỹ trả 100.000 đô chỉ vì có là về kỹ thuật. Nhưng mà kỹ thuật của nước Mỹ bây giờ sẽ bị Trung Cộng họ áp chế được, là vì tại sao? Tôi nói về tại sao sở dĩ mà Trung Cộng có thể áp chế nước Mỹ về được vấn đề kỹ thuật là tại vì chính họ giống như là người Do Thái, họ đã develop được một cái khối trí não tại Nhật, tại Trung Cộng, mà hiện tại bây giờ Mỹ đang rất là lo lắng. Đó, thành thử nếu mà đưa tới cái trường hợp mà hai bên không còn khẩu chiến với nhau nữa, mà Trump lại kẹt tới lúc và phải bầu cử tới nơi rồi, thì một, anh phải đánh một ván bài nào thật là lớn để cho người Mỹ thấy rằng là đó, Tổng thống làm như vậy đó. Nhưng mà cái ván bài của ông ta đánh là chỉ có dựa trên kinh tế mà thôi. Quân sự, ông ta không dám đánh. Mỹ có thể có 7 hạm đội, nhưng mà Mỹ không dám chơi. Những hạm đội của Mỹ chỉ chạy le te đó mà đứng mà nhìn thôi. Trung Cộng một chiếc thôi, nhưng mà dám chơi. Ở đây một người dám mang dân mình ra để mà thí, còn một người lúc nào cũng không, một nước không dám, chỉ vì bởi kiểm soát, không phải bởi người Tổng thống, kiểm soát bởi Quốc hội, kiểm soát bởi những cái nhiều cái phân đoạn nó khác nhau trong chính quyền của Mỹ. Thành thử nếu mà quý vị, các vị nào mà nghĩ là Mỹ sẽ đánh quân sự với Trung Cộng, tôi yêu cầu quý vị bỏ cái ý định đó đi. Không bao giờ Mỹ sẽ dám chơi với Trung Cộng về quân sự. Chơi về kinh tế trong vòng vài tháng nữa, chơi cách nào? Hiện tại bây giờ ông Navarro bí là vì tại sao? Kinh tế của Mỹ bây giờ đang sụp.
đang sụt rồi. Bây giờ chơi làm sao chơi Trung Cộng được. Đã đánh thuế nó 25% là chúng ta đã thất bại rồi. Thất bại kinh khủng. Tại vì tới thời điểm này chỉ có 200 tỷ là được 25%. Còn phần còn lại á, thì đang điều đình. Thì đang điều đình thì đùng vào một cái là bị cái COVID-19. Thì cái việc đó bỏ hỏng luôn. Thì quý vị thấy rằng là đó, cái sự mà sửa soạn của Mỹ trong hiện tại bây giờ là tôi nó phải nói là bó tay. Mình chưa có một chiến lược nào phải nói rằng là xuất sắc để đối đầu với lại Trung Cộng. Mà những người làm việc cho ông Trump, thứ nhất là sợ ông ta buồn, sợ ông ta giận, sợ ông ta đuổi việc mình thì không dám lên tiếng. Thành thử những người mà gọi là hiền tài của nước Mỹ, họ bỏ, họ đi hết. Chỉ còn những người lại nào mà họ muốn có những quyền lợi cho riêng chính họ. Đó là theo ý kiến của tôi. Có thể quý vị có thể không đồng ý kiến với tôi, nhưng mà hiện tại nếu mà chúng ta nhìn trực diện thì Mỹ không đối đầu với lại Trung Cộng được. Trên vấn đề quân sự là bỏ đi. Trên vấn đề kinh tế là mình đang rớt. Thứ nhất, năng lượng mình rớt. Nó đã làm cho năng lượng của nước Mỹ tan bành luôn. Rồi vấn đề kinh tế sản xuất của nước Mỹ bây giờ cũng rớt theo. Tại vì Mỹ sản xuất bây giờ ai mua? Ai mua máy bay của Mỹ nữa? Rồi ai mua kỹ thuật của Mỹ nữa? Tất cả các nước trên thế giới kinh tế đều đình trệ hết. GDP của một quốc gia bây giờ xuống mất đi 1/3. Thì hỏi anh Sứ lấy tiền đâu mà đi mua kỹ thuật của Mỹ về để mà có những cái chương trình trong vài năm tới, nếu các quốc gia đó họ có dự định như vậy. Thành thử ở đây, nếu mà Mỹ không khôn khéo, nếu không tự mình hãy lo cho chính cái quốc gia của mình đi đã, thì may ra mình mới thoát được cái cơn đại nạn này. Chứ còn mà mình tiếp tục mình tăng cái sự căng thẳng lên, rồi đưa đến những cái cuộc chiến tranh về kinh tế, thì nước Mỹ sẽ rơi vào hoàn toàn vào recession. Cảm ơn anh. Dạ vâng, đó là cái nhìn của bác sĩ Nghiêm. Chúng tôi nghĩa là ở về mặt kinh tế cũng như mặt chính trị có nhiều cái góc nhìn khác nhau tùy theo cái quan điểm, và khách mời của chương trình của chúng tôi là có nhiều góc nhìn, cho nên quý vị nghe, quý vị đừng có nói là binh hay không binh, quý vị cứ nghe rồi quý vị nhận xét tùy theo cái góc độ. Nhưng mà bác sĩ Nghiêm nhìn cái góc độ là cái tình hình kinh tế đó, hiện tại trên toàn thế giới đang gặp khó khăn, cho nên ví dụ như là máy bay, là cái sự du lịch đó là bây giờ bị đình trệ, cho nên không phải là ở Mỹ không mà toàn thế giới, cho nên vấn đề bán các cái chiếc Boeing cũng như là các cái du thuyền bây giờ đó thì cũng như bị bế tắc, tức là ngành du lịch bây giờ là bị tê liệt, không những là ở Mỹ mà trên toàn thế giới đều bị tê liệt. Cho nên đó là một cái nhìn thứ hai là Trung Cộng nó có hàng 1.4 tỷ, nếu nó chết một nửa họ nó cũng còn lại là tiền 700 triệu, trong khi đó Mỹ đó 330 triệu, mà Mỹ rất là kính quý trọng con người. Mỹ vì quý trọng con người cho nên Mỹ không hy sinh trong cái trận trong Trung Cộng, hoặc là Mỹ từ trước tới giờ rất là ai ngại nguyên tử, bởi vì có nguyên tử nhưng mà dùng tới nguyên tử thì rất là ai ngại, cũng như nước Nhật đó, họ bị thảm bại qua hai quả bom nguyên tử rồi, cho nên khi nó tới chiến tranh là họ rất là sợ, rùng mình về cái vấn đề đó. Mỹ cũng vậy. Thì qua cái góc nhìn của bác sĩ, bây giờ thì chúng ta đi thêm một cái vấn đề. Bác sĩ vừa nêu lên cái chiến tranh thương mại chưa chấm dứt, thì bây giờ tới cái chiến tranh gọi là y tế, cái chiến tranh khẩu chiến về y tế. Mà bây giờ không phải là khẩu chiến, khi mà dùng là chúng tôi không nói là đúng có hay không có bằng cớ, không dám nói. Nhưng mà khi mà Ngoại trưởng nói như vậy đó là Trung Cộng họ cũng tìm cách trả đũa bằng cách nào đó mình không biết, nhưng mà sẽ trả đũa. Và có như vậy đó thì cái nó không hạ nhiệt được, mà nhiệt độ hai bên nó đều tăng lên. Mà không biết là như vậy thì cái sự thiệt hại sẽ nằm về phía ai, thưa bác sĩ? Thưa anh Hoàng Bách và tất cả quý vị, như vậy cả chỉ trong vòng có đúng có chưa tới 2 tháng ở Mỹ thôi, chưa tới 2 tháng cái trận đại nạn này xảy ra, thì có rất nhiều công ty bán lẻ từ Macy, từ Sears, JCPenney đã bắt đầu file bankruptcy. Thật sự họ cũng đã có thể file bankruptcy từ lâu rồi, nhưng mà cái trận đại nạn này nó là một cái
coi như là một 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 cái con chặt dao đứt cuối cùng chặt ly. chặt chặt đứt luôn cái đầu của họ. Thì quý vị phải thấy rằng là chỉ có vòng chưa tới 2 tháng mà cái sự thu nhập của nước Mỹ nó bị ảnh hưởng khủng khiếp. Tất cả các credit card company phải nhức đầu chỉ trong vòng có 2 tháng này thôi, mà tiền nợ credit card nó chồng chất lên kinh khủng. Có 2 tháng thôi mà người Mỹ xài credit card phải nói rằng là họ rất là e ngại. Họ không dám công bố. Nếu mà họ công bố ra như vậy thì là không ảnh hưởng tốt cho chính quyền Trump. Quý vị thấy không? Chỉ có 2 tháng thôi mà nợ credit card tăng vọt khủng khiếp. Thành thử ở đây cái đại nạn này nó ảnh hưởng kinh tế cho riêng Mỹ, cho cả thế giới. Riêng Mỹ nó ảnh hưởng nặng hơn. Tại sao trong vòng chỉ có 2 tháng mà các hãng công ty lớn như là Gap Company không có tiền trả tiền nhà? Họ mở công ty họ cả mấy chục năm nay rồi, bán quần áo Gap. Họ đến cả như là dealer mở mấy chục năm nay rồi. Mà tại sao mới có 2 tháng thôi mà nói với landlord là ta không có tiền trả tiền nhà? Quý vị thấy không? Thành thử ở đây mình chỉ nói rằng là cái sự kinh tế của nước Mỹ hiện tại bây giờ nó chỉ vì cái cơn đại nạn này mà nó hoàn toàn nó đi theo cái chiều hướng mà tất cả các kinh tế gia họ không thể nào họ có một cái con số cho chính họ được. Có ảnh hưởng đến Trung Quốc? Có. Tại vì tại sao? Mỹ chấm dứt không đặt hàng quần áo, không đặt giày, không đặt tất cả những cái khoảng gần 1 triệu món làm ở Trung Quốc. Có ảnh hưởng đến công nhân Trung Quốc? Đúng như vậy. Chắc chắn là như vậy. Sự thâm thủng của Trung Quốc về thu nhập có thể lên tới vài khoảng 500 tỷ đô la. Đúng, cái đó là đúng. Tại vì cái đó là bay trên cái sự xuất cảng của Trung Quốc sang nước Mỹ là 500 tỷ đô la. Thì Trung Cộng sẽ mất đi 500 tỷ tiền đô la xuất cảng sang nước Mỹ. Nhưng mà nước Mỹ không nhập vào 500 tỷ đô la đó. Thì tại sao nước Mỹ lại rơi vào trong cái tình trạng khủng hoảng về kinh tế như vậy? Thành thử ở đây, nếu mà quý vị suy nghĩ rằng là, bảo rằng là wow, nước Mỹ rất là hùng mạnh cơ mà. Hùng mạnh nhưng mà tại sao chỉ có mới có 2 tháng thôi? Quý vị thấy đúng có 2 tháng là việc này nó xảy ra là vào đầu tháng 3 và hết cuối tháng 4. Mà rất nhiều công ty, những công ty lớn về oil exploration, về constructions, về cả design, họ phải cho nghỉ hết. Họ phải cho nghỉ hết. Những công ty bán lẻ rất là sợ hãi, đang xin file bankruptcy. Thành thử ở đây thì thưa anh Hoàng Bách tới đây, tất cả các quý vị, nếu chúng ta chỉ nhìn về một khía cạnh của cái đại dịch này mà chúng ta blame, chúng ta trách rằng là do Trung Quốc gây ra thì không đúng. Chúng ta đã biết rằng là cái dịch này nó xảy ra thì chúng ta phải chuẩn bị. Thành thử ở đây có nhiều cái giả thuyết, có nhiều cái sự đề nghị của tất cả các bác sĩ trong nước Mỹ này. Là như quý vị đọc tin tức hàng ngày, quý vị cũng thấy rằng là họ yêu cầu phải test. Test đi để cho làm cho người dân họ tin tưởng hơn rằng là họ ra đường hay sẽ nói, ê, tôi không bị. Người kia cũng nói, ô, tôi cũng không bị. Thì cái sự tin tưởng của người dân, cái lòng tin tưởng họ mới tăng lên. Thì bắt đầu những cái việc mà sinh hoạt bình thường nó bắt đầu trở lại. Chứ còn nếu mà rằng là chúng ta có những cho bảo là mở lại, bây giờ quý vị tưởng tượng ra vào trong một cái rạp cine, bảo rằng là bây giờ trong rạp cine trung bình mình nói là có 200 ghế đi, chỉ nói rằng là 25%, tức là 50 người được ngồi xem rạp cine thôi. Thì người chủ rạp cine mở một cái phòng rạp chiếu mà chỉ có 50 người, lỗ vốn quý vị. Không có lợi gì hết. Thành thử ở đây cái đại nạn này đó phải nói rằng là một cái, mình không nói rằng là một cái bệnh dịch như năm 1918, vì thời điểm đó nó khác với thời điểm bây giờ quý vị. Nó là ảnh hưởng về tâm lý, về tinh thần cho những người dân sống trên cả thế giới, không chỉ riêng với chúng ta mà cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh. Dạ vâng.
Nếu mà chúng ta nêu lên cái tình trạng này thì chúng ta thấy là trước đây đó là trong cái quyển sách trắng của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ có nêu lên cái hai cái đối tác, đối thủ đó về chiến lược, đó là Trung Cộng và Nga. Thì trong lúc này đó người ta cho rằng là vẫn đi lại cái thế chân vạc tâm quốc chí trước đây, tức là hai cặp chọn một. Bởi vì chúng ta biết đây ngày trước đó, là bên cộng sản có hai cái nước lớn, đó là Liên bang Xô Viết và Trung Cộng. Thì ông Kissinger và ông Nixon đã đi qua thỏa hiệp 1972 ở Thượng Hải, và từ đó làm sao thế nào cho Liên bang Xô Viết sụp đổ là vì vấn đề kinh tế, tức là phải cái kiềm ba chân thì phải kéo hai cái chân thì mới được. Vậy thì trong giai đoạn này chúng ta biết là Nga cũng đang tìm cách khai thác và Trung Cộng khai thác, bằng cớ rõ ràng là ở Syria, ở Venezuela thì Trung Cộng muốn có điều đó, bởi vì Trung Cộng nhân cái vụ này thì họ hưởng lợi rất là nhiều, là vì cái năng lượng họ không có năng lượng cho nên họ mua tất cả những năng lượng bây giờ quá rẻ. Thì bây giờ bác sĩ nghĩ sao? Chúng ta chỉ còn 4 phút còn lại. Vâng, cái vấn đề này đã trở lại với quý vị nghĩ đi. Tuy rằng là Nga và Trung Cộng bề ngoài không thân thiện, bề ngoài hai bên có một cái chiều hướng làm việc khác nhau, nhưng thật sự bên trong cả hai bên cùng đi về một cái hướng giống nhau là cô lập Mỹ. Đó là cái chiến lược của họ đã có từ thời mà Đảng Cộng sản và từ thời Nga Hoàng chấm dứt thì cái Stalin rồi, là họ vẫn muốn cô lập nước Mỹ. Nhưng cái sự cô lập của họ bây giờ nó thông minh hơn. Cái sự cô lập của họ bây giờ nó không có trắng trợn như là Mỹ. Ô, tôi sẽ phong tỏa anh, tôi phong tỏa kinh tế anh, tôi phong tỏa 15 người tướng của anh, tôi phong tỏa 15 ông bộ trưởng của anh. Ô, tôi sẽ cấm ông bộ trưởng của nước Putin hoặc là những cái vị tướng, hoặc là Venezuela. Ô, tôi sẽ cấm 15 người bộ trưởng của Venezuela, phong tỏa hết những cái bay ngắt cao của người ta. Chiến lược của Mỹ như vậy thất bại. Quốc hội chỉ có cái quyền mạnh mẽ là phong tỏa thôi. Ngoài ra quốc hội không làm được gì hơn nữa. Nước Mỹ có dám phong tỏa Trung Quốc không? Không dám phong tỏa Trung Quốc. Không dám nói cái chuyện là ô tôi phong tỏa tài khoản của ông tướng này của Trung Quốc, hoặc là tôi phong tỏa cái tài khoản của ông chủ tịch Shanghai, nước Mỹ không dám, quý vị. Tại sao không dám đụng? Tại sao thưa bác sĩ? Trung Quốc là một, từ thời mà Nixon khi đã qua Trung Quốc lần đầu như vậy là đã thấy cái tầm quan trọng của Trung Quốc rồi. Nên nếu mà họ chỉ cần phong tỏa một người của Trung Quốc, họ không có bằng chứng. Bằng chứng gì? Thứ nhất, họ không có một bằng chứng gì để phong tỏa một người của Trung Quốc hết. Ông chẳng hạn, mình nói là ông thị trưởng của Shanghai chẳng hạn, không thể nào có bằng chứng được. Nhưng mà tại sao họ lại dám phong tỏa những người bộ trưởng của Putin? Tại sao họ được quyền làm như vậy? Mà tại sao họ lại phong tỏa những người mà bộ trưởng của Venezuela? Và tại sao họ lại làm được như vậy? Mà đối với lại Trung Cộng thì Mỹ phải nói rằng là Mỹ chỉ là con cọc giấy thôi, không dám sủa luôn đó. Nói với anh như vậy, làm sao dám sủa? Sủa một cái là tất cả những cái dịch vụ gì mà dính dáng tới của người Mỹ mà họ thấy cần thiết, họ cắt. Anh thấy không? Chẳng hạn như là họ cắt không nhập vào lúa mạch, đậu nành của nông dân Mỹ thôi. Ông Trump phải bỏ ra tới hiện tại bây giờ là 60 tỷ để mà đền bù lại cho các nông dân Mỹ, quý vị. Mới nhất là 19 tỷ. Lần trước là 40 tỷ rồi. Thì bây giờ 19 tỷ nữa là 60 tỷ. Nếu mà quý vị lên trên những cái website về auction á, thì bây giờ á, farm equipment bán rẻ như bèo. Một cái backhoe giá của John Deere thường thường là 75.000. Hiện tại bây giờ có thể lên mua ở trên cái website đó giá khoảng 15.000 một cái. Quý vị, khủng khiếp chưa? Thấy khủng khiếp chưa?
Thành thử ở đây giữa người Trung Đảng Trung Quốc và người Nga, họ không có hợp tác với nhau, nhưng mà họ cùng đi một cái chiều hướng với nhau, bí mật, với không có bí mật, nhưng mà cả hai bên cùng làm việc với nhau như vậy để mà cô lập Mỹ trong cái trận chiến kinh tế này. Và họ biết rằng là mà Nga là một trong những cái nước phải nói rằng là bây giờ là họ vui khủng khiếp lắm, họ rất là vui. Thứ nhất là không còn những cái hãng dầu hỏa nào của Mỹ có thể cạnh tranh với họ ở những xứ khác được, tại vì dầu quá rẻ, dầu rẻ quá đi. Nga có thể làm exploration được, nhưng mà vì kỹ thuật của người Mỹ vẫn rằng là tiết kiệm được hơn cho những xứ sở nào muốn khai thác về ngành năng lượng, nên người ta vẫn đi với Mỹ hơn. Nhưng hiện tại bây giờ thì cái chuyện đó hoàn toàn nó đang ngưng lại. Nên ở đây thì tôi chỉ nói cho quý vị biết rằng là Mỹ bị cô lập một cách như là tinh tế bởi hai ông khổng lồ là Đảng Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và người Nga. Cảm ơn anh. Dạ vâng, đến đây thì rất tiếc đã hết giờ. Và cái đó là cái góc nhìn của bác sĩ Nghiêm về cái vấn đề kinh tế của nước Mỹ, cũng như là những cái vấn đề mà chiến lược của Mỹ. Chúng ta chờ xem thử cái kết quả trong tương lai nó ra sao. Nhưng mà dẫu sao thì con COVID-19 đã làm tan rã nhiều cái định chế của thế giới, cũng như là làm tan rã cái niềm tin, và đặc biệt là đã cướp đi tới 70.000 sinh mạng của người Mỹ đã tử vong. Thì đây là một con số rất lớn. Trước đây người ta ước tính là 60.000, nhưng mà bây giờ lên gần tới 70.000. Và nếu kéo dài tới tháng 8, tháng 9 thì có thể ước lên tới 150 hoặc 150.000 hoặc trên. Chúng ta không dám chắc, nhưng mà rõ ràng là cái chiều hướng nó đang còn gia tăng, mà là trong lúc này lại còn mở cửa nữa. Thành có đó cũng là những cái vấn đề trăn trở. Một mặt thì cần mở cửa để thực hiện kinh tế, cho nên kinh tế bị bế tắc, nhưng mà ngược lại về mặt y tế thì cũng rất là khó khăn, lây lan nó còn tiếp diễn. Đến đây thì chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả và cảm ơn bác sĩ Nghiêm đã dành thời giờ để chia sẻ. Đó là cái góc nhìn của bác sĩ về vấn đề. Chúng tôi xin chào tạm biệt và mời bác sĩ. Cảm ơn anh Hoàng Bách và xin cảm ơn tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình của anh Hoàng Bách tối hôm nay. Một lần nữa tôi xin chúc quý vị vui, và có những nếu mà chúng ta có cơ hội, chúng ta có thể đàm thoại với nhau. Cảm ơn anh. Dạ vâng, thưa quý khán giả, chúc quý vị bình an, hạnh phúc.